liên quan đến vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tối ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là chủ căn chung cư xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Theo Công an thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong đó, đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực phối hợp với các sở, ngành, thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.